Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề các nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng mà tàu, cây mai tàu nụ sớm ha, cũng như là bị nở sớm. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp những cái nguyên nhân để các bạn tránh đừng có mắc phải, và một số vấn đề để khắc phục cái nụ của các bạn mà nó lớn nở sớm ha. Rồi, mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn ha. Rồi, mình nói nguyên nhân thứ nhất luôn để các bạn dễ hiểu, là nguyên nhân là do, thứ nhất là do nhện đỏ nè. Như đây mình có cây này nè, bạn thấy khi mà bị nhện đỏ tấn công ha, làm cho cái lá mình nó mất cái diệp phục tố, có nghĩa là con nhện đỏ này nè nó hút biểu bì của cái lá của mình, làm cho lá mình nó sạm như thế này nè, và nó sẽ đứng cái đọt luôn nha các bạn ha. Cái nhện đỏ tai hại chỗ đó đó ha. Khi mà nhện đỏ tấn công thì cây mai mình bị đứng lên cơ đọt liền, và cái nụ nó sẽ mau lớn lên, cái nụ nó mau hình thành ha. Khi mà bị nhện đỏ tấn công á thì cái nụ kim nó mau thành nụ tròn, nụ bông á, và nó sẽ mau lớn lên nếu mà bạn bón đạm ha. Lưu ý đừng đó, tại bạn biết khi mà cây mai mà nó bị đứng đọt là nó chuyển qua chế độ sinh thực rồi, sinh sản á. À, bạn nên nhớ điều đó. Thứ nhất là mình nhện đỏ ha, nhện đỏ mà tấn công vào những cái tháng như là tháng 6, tháng 7 này nè ha, là cây mai nó dễ tạo nụ lắm đó, bạn lưu ý. Và đặc biệt tháng 6, tháng 7 này, cái mùa mưa á, là nhện đỏ xuất hiện rất là nhiều ha. Bây giờ mình khuyên các bạn là trồng mai thì nên xịt ngừa nhện đỏ ha, định kỳ, ví dụ 15-20 ngày sẽ phải xịt một lần nha, và phải đổi thuốc, chứ không phải là ý lịch xịt một loại thuốc hoài. Còn nhện đỏ nó kháng thuốc cũng hay lắm đó. Thì trên thị trường có nhiều loại xịt diệt nhện đỏ, bạn có thể tham khảo trên mạng, hoặc là bạn có thể là ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật, bạn kêu người ta bán mà thấy trên nhãn cài đó, cho cái nào bạn đặc trị nhện đỏ là bạn mua, ví dụ như phe 500 HC này kia rồi đó. Rồi, đó là vấn đề nguyên nhân thứ nhất, cái mai của bạn mà tạo nụ sớm và nở sớm là nhện đỏ. Thứ hai là bò trĩ cũng vậy các bạn ha, bạn biết carbon bò trĩ thì nó sẽ đây, cái này mình bò trĩ nè, bò trĩ te tua luôn, mình không có xịt ha. Nào, bò trĩ thứ hai là bò trĩ, khi mà bò trĩ nó ăn nó cũng sẽ làm cho cây mai bạn đứng cơ đọt, đặc biệt là cái bò là tháng 6, tháng 7 này trở đi, mà nếu mà bị bò trĩ tấn công thì cây mai nó bị đứng cơ đọt, và bạn biết cây mai mà đứng cơ đọt rồi thì nó chuyển qua chế độ sinh thực làm cho nụ lớn lên, đó là quy tắc nha bạn ha. Cây mai nó không ra đọt non nữa thì nó sẽ chuyển qua nó tạo nụ và nó làm lớn nụ lên, đó là quy tắc. Đặc biệt khi mà bạn bón đạm thêm nữa, cái nụ nó càng lớn và cái nụ nó càng mau nở sớm nữa đó, bạn lưu ý điều đó ha. Bởi vì mà cái phương pháp mà tạo nụ mà dùng lây lan là nuôi nhện đỏ và bọ chỉ là mình không có khuyên các bạn ha. Con nhện đỏ và con bọ chỉ nó tấn công nó sẽ làm si cây mình nha bạn ha, chứ không phải chơi đâu, nó si cây á, đặc biệt là những cái cây trung bình là nó si tại hại nữa ha, bạn thấy là nó đứng đọt ha. Đó là hai cái nguyên nhân ha. À, cái nguyên nhân thì mình nói cái thuốc trị nhện đỏ, xin lỗi, thuốc trị bọ chỉ á, thì các bạn, bọ chỉ là cái con mà mình phải xịt định kỳ các bạn ha, và nửa tháng 10 ngày, nửa tháng xịt một lần, tại vì mà phải đổi thuốc nữa. Cái con nhện đỏ là bạn thấy khi mà mình khi cây nó khỏe lên mà mình xịt thuốc á, thì lá nó sẽ mượt lên nè ha, lúc đầu những cái lá nó nhăn bị bọ chỉ rất là nhiều, tại mình bỏ mình không có xịt ha bạn ha. Thì bạn biết á, là khi mà cái con bò chỉ này tấn công làm cho quéo những cái đọt non này nè, kể cả nó ăn những cái đọt sinh trưởng này nè, là cây mai mà nó si dữ lắm các bạn ha, nó si và nó sẽ kéo theo cây mình nó yếu trầm trọng luôn các bạn ha. Mà cây, đặc biệt cái cây nào mà càng yếu thì cái bò chỉ nó tấn công càng sớm và càng nhiều đó, nó vậy đó. Kể cả những không phải là bọ chỉ mà kể cả sâu bệnh nào cũng vậy á, nó lựa cái cây yếu nó tấn công trước các bạn ha, giống như cơ thể người mình vậy đó, người nào yếu đề kháng yếu thì nó sẽ tấn công người đó trước các bạn ha, rồi nó sẽ tấn công đến cái những cái người khỏe mạnh sau đó. Và đặc biệt khi mà cái cây mà đề kháng yếu rồi nó tấn công, nó lại bị nặng hơn, nó bị thiệt hại các bạn ha, bị thiệt hại nặng hơn là cái cây mà khỏe mạnh bình thường nữa. Tại vì cái cây mà khỏe mạnh bình thường khi mà bị dịch bệnh tấn công á, thì nó sẽ kháng lại một phần nào đó, còn cái cây mà đã yếu rồi nó không kháng được là nó bị thiệt hại hậu quả rất là nghiêm trọng các bạn ha, lưu ý điều đó cho mình. Bởi vì chăm sóc cây mai làm sao phải cho cây mai nó sung, muốn cây mai sung thì nãy mình nói phải xịt ngừa định kỳ nhện đỏ bọ chỉ
ha, các loại nấm, bệnh, vi khuẩn thì mình kể ra đây luôn ha. Trên mai nó có những cái loại nào mình kể cho bạn xem về sâu, sâu trước nè. Rồi có những cái loại sâu như sâu xanh, sâu tơ, sâu đen, sâu cuốn lá. Đó, những cái loại sâu, sâu thì dễ trị lắm ha, rất là nhiều loại thuốc để về diệt sâu. Đó. Rồi tới bọ trĩ là nhức đầu nhất, con bọ trĩ. Rồi tiếp tục là con nhện đỏ. Thì bọ trĩ có quanh năm các bạn ha. Bọ trĩ nó có xuất hiện khi mà cái cây mai bạn nó nhú đột non, nó chuẩn bị nhú đột non như thế này nè. Nó hơi nhú như thế này nè. Đó, nó hơi nhú là bắt đầu bọ trĩ nó xuất hiện rồi các bạn ha. Hơi nhú hơn cái này là bọ trĩ xuất hiện rồi, nên bạn phải xịt bọ trĩ ngừa trước khi mà cái đọt non mình nó nhú. Chứ không để mà nó ra như thế này rồi bạn mới xịt là nó muộn. Ha, lưu ý rồi đó. Cái con bọ trĩ nó vậy đó. Còn nhện đỏ thì nó xuất hiện mùa mưa, đầu mùa mưa rất là nhiều các bạn ha. Nhện đỏ xuất hiện đầu mùa mưa và mùa mưa rất là nhiều. Chứ mùa nắng thì nhện đỏ nó có nhưng mà ít. Đặc biệt là mùa mưa xuống. Những cơn mưa đầu mùa thì nhện đỏ xuất hiện rất là nhiều và nó lây lan rất là nhanh và nó ăn rất là nhanh các bạn ha. Đó. Rồi tiếp tục là những cái loại điệp sáp ha, điệp sáp thì cũng có nhưng mà ít các bạn ha. Điệp sáp phấn trắng thì có ít, điệp sáp thì có ít các bạn ha. Chủ yếu là bọ trĩ và nhện đỏ. Như là sâu xanh, sâu tơ, sâu đen. Rồi tiếp tục bệnh á, rồi bệnh nấm á, thì có những cái loại nấm như là nấm hồng nè. Ha, nấm hồng, rồi tháng thư, rỉ sắt. Rồi bệnh trái bị lá. Đó. Rồi bị đốm lá. Đó. Thì trên mai nó có những cái bệnh như vậy. Phải xịt ngừa định kỳ. Và đặc biệt mình nói thêm á, thì mình đây vẫn có chuyên sâu về những cái loại thuốc. Có những cái loại thuốc mà cái gốc để chữ ngoài sao chữ EC á, là những cái loại thuốc nó dạng dầu các bạn ha, thì nó sẽ nóng cho cây của mình. EC như vậy là những cái loại mà thuốc dạng bột như thằng Antracon á, Antracon bao nhiêu VWB đó, mình không quên cái số rồi. Đó, những VWB ngoài sao là những cái loại thuốc nóng thì thường là các bạn ưa bị vướng phải cái xịt Antracon là dạng bột á, dạng VWB đó. Nó nóng cho cây, nó gây trái lá, những cái lá non này nè, những cây mà đang cho lá non này, bạn xịt cái Antracon mà liều 2g đến 3g là nó trái liền các bạn ha. Đó, nó nóng. Với những cái là thuốc mà gốc mà EC á, dạng dầu á ha, thì nó cũng sẽ nóng ha. Còn những cái gốc mà như SC với lại những cái gốc thuốc mà GB VWG các bạn ha. Xin lỗi, VWG thì nó đỡ nóng. Còn VWC, VWB thì nó nóng. Đó. Thì bạn lưu ý điều đó cho mình. Và xịt thuốc các bạn ít thường ưa phối trộn quá ha. Theo mình thì đừng có phối trộn. Phối trộn thì nó, nếu mà cái loại nào nó phối trộn được với nhau thì mình xịt á, mình thử nghiệm trước. Nếu đạt kết quả ok thì mình phối trộn. Còn không á, mình không có đó giờ mình chưa có thử nghiệm, mình không nên xịt đại trà. Tại vì bạn khói trộn mà bạn xịt đại trà cái vườn bạn, nếu mà xảy ra cái sự cố á, thì đỡ là hậu quả rất là nghiêm trọng. Đó. Nên cái nào chắc đã thử nghiệm rồi thì mới xịt trộn chung và xịt đại trà ha. Thì thường các bạn ưa trộn hai loại thuốc, ba loại thuốc với nhau ha, mình không có khuyến khích cái vấn đề đó. Trộn thì nó sẽ giảm tác dụng thuốc, và nếu mà nó xảy ra cái phản ứng với nhau thì nó sẽ gây cái chất khác làm cho cái cây mai mà nó bị trái lá là một, thứ hai là bị ngộ độc các bạn ha. Lưu ý điều đó cho mình. Rồi cái vấn đề liên quan tới tạo nụ sớm nữa là cái vấn đề là các bạn bị sốc cây các bạn ha. Sốc cây ở đây là ví dụ như các bạn thay chậu nè. Trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 bạn ưa cái tình trạng là thay chậu. Thì thay chậu nó sẽ làm động rễ. Ha, động rễ là có nghĩa là làm sốc cây, làm sốc quá trình, làm gián đoạn quá trình sinh trưởng của cây, thì tương nhiên là cây nó phải chuyển qua chế độ sinh thực liền. Là tạo nụ, chế độ sinh sản á, là nó tạo nụ liền các bạn ha. Đó, cái cây mai từ cái nụ kim này nè các bạn ha. Để mình cho bạn xem. Từ cái nụ kim này nè. Nè, từ cái nụ kim này nè các bạn ha. Mà bạn làm gián đoạn quá trình sinh trưởng của nó, có nghĩa là động rễ này kia rồi đó. Là nó những cái nụ kim này nó sẽ no lại liền. No nhanh lại liền các bạn ha. Đó là quy tắc. Đó. Ví dụ như nó cây nó đang ra đọt non như nè, mình bấm đọt thì những cái nụ kim này nó cũng mau no nữa. Đó. Tại vì mình làm gián đoạn quá trình ra cơ đọt của nó, là quá trình sinh trưởng của nó đó, thì tự động cây mai nó sẽ nụ kim nó sẽ thành nụ liền các bạn ha. Đó là quy luật đó, là cái nguyên nhân là các bạn
làm sóc cây ha, động cây động rễ rồi đó, như là thay chậu rồi đó, hoặc là thêm bớt chất trồng một phần nào đó đó ha. Nói chung là động tới bộ rễ nó chút đỉnh đó, là nó sẽ tạo nụ các bạn ha, tạo nụ nhanh, tạo nụ sớm đó. Rồi thứ thêm cái nữa là các bạn dời cây, ví dụ như cây của bạn đang ở chế độ nắng cũng vừa phải, bạn dời cây ra chỗ mà nắng nhiều hơn nữa đó là ha, nó cây nó bị sốc ha, sốc do nắng thì nó cũng sẽ tạo nụ nhanh nữa các bạn ha. Đó rồi vấn đề bón phân nữa nè, vấn đề bón phân là mình nói rất là nhiều nè. Thường là các bạn bón phân, các bạn bón cặp chừng, bón cặp chừng ha, hoặc là khi mà bón không có điều độ á, bạn bón vô rồi nó cũng sẽ mau tạo nụ nữa, nó mà tạo nụ nữa. Ví dụ như mình nói là bạn bón kali đi, bạn bón cái thân ba số bằng nhau đi, bạn bón nhiều quá thì nó sẽ mau tạo nụ sớm và nó mau làm to nụ và có thể khả năng là nó trổ bông sớm. Đó, cái vấn đề bón phân cũng vậy. Bón phân các bạn lưu ý là các bạn đừng có bón, cái nguyên tắc mà nên nắm thuộc lòng là khi mà cây mai đã có nụ kim rồi thì các bạn không nên bón đạm cao nữa. À, mà nhớ kỹ cho mình cái vấn đề mình nhắc nhở cái quan trọng là khi mai đã có nụ kim rồi, như cây mai có nó có nụ kim thế nè, không nên bón đạm cao nữa. Những cái độ đạm cao như là đạm cá, đạm 30-10-10, một số cái độ phân bón lá có hàm lượng đạm cao đó, tại vì khi nó hình thành nụ kim như thế này rồi bạn bón đạm cao vô thì những cái nụ kim này nó sẽ thành được lá hết, thành những cái chồi hông đó các bạn ha, kêu là nhánh xương cá đó, rất là uổng. Nguyên tắc là phải giảm đạm khi mà cái cây mai đã có nụ kim, đặc biệt vào tháng 7 này hai bạn ha, không giảm đạm là cây mai trổ sớm hết. Có nhiều bạn cứ tiếc cây mai nó còn thiếu tàn hay là nó chưa đủ cơ đọt á, nó chưa đủ ôm tùm, cứ bón 30-10-10 vô nó mau lớn nụ và nó trổ sạch bách hết ha. Lưu ý điều đó cho mình ha. Lưu ý thứ nhất là cây đã có nụ kim thì không được bón đạm cao. Lưu ý thứ hai là cây mà nó đã có nụ rồi thì các bạn phải giảm phân cho mình tối đa, cho dù bón đúng luôn. Thí dụ như mình bây giờ cái cây của các bạn mà nó đã có nụ kim hơi tròn tròn chút thì các bạn theo chế độ mà bón 16-16-8 kết hợp với là lân á thì các bạn phải giảm liều tối đa cho mình. Thí dụ như bình thường á, kết hợp hai thứ với nhau, bạn bón liều là 2g trong một cái nước thì bạn có thể bón một liều 1g hoặc dưới 1g thôi, tại vì khi mà cây mai đã nụ đã lớn và bạn thúc phân vô cái liều lượng bình thường hoặc liều lượng cao á, thì nó sẽ làm cây mai của bạn mau lớn nụ nữa. Vấn đề đó các bạn lưu ý ha. Và đặc biệt mình nói thêm là cây mai nụ đã lớn rồi thì các bạn không nên chặn đọt nó, phải để cơ đọt này nó ra. Tại vì khi mà nó ra cơ đọt như vậy, nó ưu tiên là nó nuôi cái dinh dưỡng, nó nuôi cái cơ đọt, nó không có nuôi nụ lớn lên. Đó là quy tắc ha, đó là quy tắc. Còn không thôi là nó nuôi nụ lớn lên đó. Còn mà cây mai mà nó đang đi cơ đọt như hoài thì phải chặn đọt nó, ngắt đọt nó và đồng thời phải giảm đạm, tăng lân lên để nó tạo nụ kim. Đó là quy tắc nha các bạn ha. Lưu ý điều đó cho mình. Và đặc biệt là cái chế độ bón đạm cao chỉ áp dụng cho đầu năm thôi. Mà thường đầu năm thì mình đầu năm là từ tháng 2 tháng 6 mình không có bón đạm cao nữa. Tại vì bón đạm cao á, tuy là cây mai nó ra cơ đọt nhiều đó, nhưng mà kéo theo hệ lụy là nó dễ cành nhánh, nó dễ vươn dài và mắc lá thưa và sâu bệnh rất là nhiều các bạn ha. Thử bạn tin mà bạn bón đạm vô rồi, cái là con sâu xanh, sâu con tơ, sâu đen nó có liền à các bạn ha. À, bạn thấy là như cây mình nó bị liền nè, có liền, và đồng thời là một con bò trĩ nó cũng có liền nữa các bạn ha. Đó, bón đạm cao nó vậy đó. Tại vì khi mà bón đạm cao nó ra cơ đọt thì cơ đọt nó ra đồng đọt và những cái con đó nó khoái lắm các bạn ha, nó khoái cây mai ở cái chế độ mà vừa đâm được đọt ngon á, nó mê lắm, nhất là bò trĩ và sâu xanh, sâu tơ, sâu đen. Đó, chính vì thế thì nó sẽ tấn công ngay liền. Và đặc biệt á, là mình nói khi mà cây mai của bạn đã có nụ kim và nụ nó hơi tròn tròn á thì phải giữ tưới nước điều độ cho nó, không được làm sốc nước, có nghĩa là siết nước. Còn cây mai mà nó chưa có nụ kim thì áp dụng chế độ tăng lân lên, giảm đạm tăng lân và phải siết nước, chứa nước có nghĩa là giảm lượng nước tưới vừa phải chứ không phải giảm hẳn nha các bạn ha. Đó, tại vì á, cái quy tắc mà để làm nụ nó dễ lắm. Quy tắc làm nụ bạn nên nhớ cho mình nè. Quy tắc mà để làm nụ kim, làm nụ đó là làm sao để chặn cơ đọt, có nghĩa là không cho cây mai nó đi cơ đọt nữa thì nó mới tầm nụ được. Đó là quy tắc nha bạn ha. Và
Thứ hai là phải làm sao mà cho nó gián đoạn quá trình sinh trưởng của nó, động rễ thì nó mới làm nụ được đó. À, video này thì nó hơi khó hiểu một chút, tại vì mình vừa tổng hợp cách vừa tạo nụ và vừa hãm nụ luôn, nên các bạn lưu ý là cái trình của các bạn thì hơi cao thì sẽ hiểu ha, hiểu được rõ vấn đề này. Và cái vấn đề mà tạo nụ này, trên mai thì mình không áp dụng, một số cây ăn trái người ta có thể là sử dụng những cái hormone ức chế sinh trưởng ha, như bắc lo này kia đâu đó, ta làm cái ức chế sinh trưởng để người ta không cho ra cơ đọt nữa và người ta chuyển qua làm nụ. Và mình giải đáp thêm là có nhiều bạn hỏi cái phân mà MBK, MKB đó các bạn ha, phân MKB. Phân MKB đó, phân nó là mình nói luôn là cái hàm lượng của NPK nó như sau, là nó không có đạm, nó chỉ có lân và kali thôi. Lân nó ở ngưỡng là 52% và kali nó là 34% ha. Thì phân MKB nó là người ta thường là người ta để chặn đọt để mà cây mai nó chuyển qua từ chế độ sinh trưởng các bạn ha, qua chế độ sinh sản đó. Thì cái phân MKB đó thì các bạn cũng có thể cân nhắc là áp dụng để mà tạo nụ cho cây mai, nhưng mình không có khuyến khích là lúc này các bạn ha. Phân MKB đó thường là áp dụng để mà thúc nụ cho những cây mai đã muộn các bạn ha. Ví dụ như tới tháng 9 rồi mà cây mai của các bạn nó không có nụ kim hoặc nụ đó, thì có thể thúc bằng phân MKB, hoặc là mình ưa khuyến khích các bạn là xài cái phần mà 6-30-30 đó bạn ha. 6-30-30 có nghĩa là cái hàm lượng đạm rất là thấp, chủ yếu là lân và cây linea cao. Thì bạn biết á, khi mà tạo nụ cho cây mai đồng loạt á, thì thường đối với cây mai thì mình không có khuyến khích các bạn làm như vậy đâu các bạn ha. Tại vì tạo nụ đồng loạt cho cây mai á thì cây mai nó nhiều nụ thật đó, nhưng mà kéo theo là khi mà sau khi qua Tết nó trổ bông rồi, nó cây mai nó mất sức dữ lắm. Đặc biệt mai vàng ghép mà các bạn chưng trong nhà, nó là bảo đảm là 10 cây si khoảng 6-7 cây nha các bạn ha. Nên mình không có khuyến khích các bạn là thúc nụ và đồng loạt như vậy đâu, thúc tạo nụ và đồng loạt ha. Thì một cái mục đích mình phân tích luôn cho bạn hiểu là cái mục đích tại sao vừa tăng lân và kali lên cùng một lúc đột ngột ha, thì tại sao như vậy ha. Thì giống như phân MKB nãy mình nói á, là phân MKB là 0-52-34 đó, hoặc là phân NPK 10-30-10 đó, tại sao sử dụng hai cái loại đó để thúc tạo nụ đồng loạt cho cây mai ha. Mình phân tích cho bạn sơ hiểu về vấn đề đó luôn. Thì thứ nhất á, là cái hàm lượng kali cao ở hai cái loại phân đó thì bạn thấy kali cao đó thì nó sẽ làm ức chế cây hấp thu đạm. Tại vì kali cao là nó khi mà bón vô nó ức chế cây hấp thu đạm, và mới biết đạm đó là cái nguyên tố mà cây hấp thu thì nó ra cơ đọt, nó ra đọt hoài, nên mà cái cây mai nó ra cơ đọt hoài nó không làm nụ được. Nên khi mà bón kali cao vô để ức chế cây nó hấp thu đạm, có nghĩa là nói đơn giản là cây nó không hấp thu, cây nó không ăn đạm được nhiều nữa thì nó sẽ không ra cơ đọt nữa, làm cơ đọt này nó đứng lại. Thì đứng lại như vậy đồng thời kết hợp lân cao vô á, thì lân nó có nhiệm vụ là kích thích tạo mầm hoa ha. Lân nó kích thích tạo mầm hoa có nghĩa là nó kích thích sinh sản á, kích thích tạo mầm hoa đó. Bởi vì sao, tại sao người ta thúc nụ đồng loạt là người ta thường sử dụng là đạm thấp, kali cao và lân cao là như vậy đó các bạn ha, hiểu vấn đề đó ha. Còn mai mình chơi, mình cứ chơi để tự nhiên các bạn ha, cứ thay đổi phân như mình. Ví dụ như đầu năm thì các bạn có thể bón là 16-16-8 cũng được, hoặc là bón 20-10-10 cũng được. Đến thời điểm này các bạn bón 20-10-10 liều nhẹ thôi, cộng thêm lân, thêm một chút lân cho mình, tăng dần lên lân tháng 8-9 đó, dễ lắm các bạn ha. Rồi đó, từ tháng 9 cho đi các bạn ha, có thể là giảm đạm, giảm lân nhẹ lại một chút và thúc kali lên. Ví dụ như bạn xài cái phân mà 12-12-17 đó, để có kali nó sẽ làm lá mình nó già trả chất về thân và nuôi nụ, làm cho nụ mình chín vàng mới gà đó. Nó đơn giản vậy thôi, chứ mình cũng không khuyến khích các bạn là sử dụng là phân 10-30-30 để thúc tạo nụ đồng loạt, hoặc là phân MKB để tạo nụ đồng loạt ha. Thì thường những cái cây ăn trái nó sức khỏe, người ta trồng ngoài đất sức khỏe nó mạnh thì người ta có thể thúc như vậy, hoặc là cây ngắn ngà các bạn ha, thúc có thể là người ta kết hợp MKB với lại 10-50-10 hoặc 10-60-10 nữa các bạn ha, để mà ta tạo nụ đồng loạt. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn ha. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo, chào tạm biệt các bạn.